Ê cô, làm gì đây? Đục cái đồng bán sắt vụn này. Ủa, từ từ xem nào. Biên áp sao đục đi? Mấy biên áp này đang ngon mà. Sắt vụn đáng luôn. bao nhiêu? Ủa ông đục đồng thế kia phá hư hỏng hết biên áp rồi. Đây mấy con này đang ngon này. Đục đây. Một mở hết rồi lấy được từng này đồng. Ừ, lấy đồng không bán được bao nhiêu đâu. Ông để mấy cái biên áp này mà chế cái gì đấy sạc cho quy hoặc là chế kích điện này đang hoang này. Ủa cái này làm được kích điện hả? Ủa, làm được thoải mái nguyên lý hoạt động của nó toàn là biến áp cả mà. biến áp làm kích điện 202 hơi bị ngon đấy. Cái này 10A đây cái này ông đừng có phá đi mấy cái này nó còn mới mà đây ông sử dụng cái này đây tôi chỉ cho ông cái cách này này ông làm biến những cái biến áp này bỏ đi ông thành một cái kích điện hai cực kỳ ngon luôn cái này làm sao làm được toàn đồ bỏ đi lâu lắm rồi ừ, cái này làm hơi ứng đấy biến áp này ông có thể tận dụng làm kích điện được này thắp sáng này hôm nào mất điện ông thắp sáng đây ông đợi tôi một xíu nhá tiền thấy đây thì mình sẽ hướng dẫn bạn làm kích điện từ những cái này luôn cực kỳ đơn giản luôn đây ông lên shopee ông đặt một cái mạch thế này thôi là về ông có thể biến được những cái biến áp này thành kích điện đơn giản thôi mà. Đúng mỗi cái mạch này thôi này. Đấy. Ông Nên lên mạch này trên Shopee đắt không? Rẻ bèo á, những cái mạch này cực kỳ rẻ luôn. Ông mua về ông gắn vào đây là có thể chạy được luôn, không phải đồ chế gì cả. Ông nếu không hiểu về điện à những anh em nào mà không hiểu về điện ấy, cứ mua những cái mạch này về gắn vào biến áp là thành một cái kích điện 220 luôn, đơn giản luôn mà. Đây tôi tôi chỉ cho ông làm luôn này. Đây, ví dụ lấy một cái nào này. Đây. đây cái này chẳng hạn này. Đó, chẳng ông làm sao? Ông cứ thử đi, cái này thì đúng chỉ trong vòng 5 phút là ông có thể làm được một cái kích điện rồi Đây, thì tiện thể đây thì mình hướng dẫn anh em mà sử dụng những cái biến áp này làm một cái kích điện 220 luôn nhé Quá đơn giản luôn Anh em sử dụng cho mình những cái biên áp từ 15 đến 12V này 12V là chuẩn nhất nhé 12V đối xứng này 12V, 0V và 12V Có nghĩa là nó sẽ ra ba cái dây thế này Đấy, phía bên này là dây ra từ 220 nhé 0 đến 220V thì anh em sẽ lấy điện đầu ra bên này Đó, bây giờ à, các bạn mua một cái mạch này về này mua mạch này trên shopee thì bạn nào không biết thì mình có để link trong phần mô tả nhé khi mua về thì nó sẽ có hai cái đường dây vào chính là hai cái đường dây này là gắn vào bình ắc quy này 12 v còn ba đường dây ra này nó cũng có ba dây luôn một dây bên này dây ở giữa và dây bên này nữa thì ba cái dây này thì nó cũng tương ứng như ba cái dây ở trên biến áp này thôi đấy ba dây, dây này, ở, này đúng, rồi thì ba dây này ông cứ đấu làm sao mà cái dây ở giữa này đấu vào dây ở giữa là được cứ dây ở giữa đấu vào dây ở giữa là ok dây ở rửa trên mạch nhé và đấu vào dây ở rửa trên biến áp đó hai bên này âm dương sao hai bên này ông đấu kiểu nào cũng được cứ đấu hai bên này đấu phía nào cũng được nếu mà điền áo điền mà nó ra yếu ấy anh em lại táo táo hai cái dây hai bên này còn dây ở dưới anh em phải giữ nguyên á đấy đơn giản thôi như thế là thành một cái kích điện rồi tí nữa ông thử mấy cái này luôn này đó biến áp to thì nó cho ra được công suất lớn hơn biến áp nhỏ nhỏ thì công suất nó sẽ thấp hơn cái này chạy được quạt điện không chạy được cái có à, không phải đâu cái này nó chạy được à, điện 220 nhưng mà nó là sóng vuông sóng vuông chạy quạt điện thì nó vẫn chạy được nhưng mà nó sẽ nóng và u chỉ thắp sáng thôi anh em dùng thắp sáng lúc mất điện thì quá ok luôn đây ông sử dụng một cái bình quy 12V này thử xem bóng đèn đây bóng đèn nối vào này đúng rồi đầu kia cái đầu mà đầu 220 anh em cắm phích điện vào ấy nó chính là cái đầu ra của điện 220 nhá và cái mạch này à quên mình nhắc là anh em là cái mạch này anh em phải gắn nhôm tản nhiệt ở bốn cái con này này con D78 này À, hai con bên này là một cái tấm nhôm này, hai con đèn bên, bên này là một tấm này đó. Phải, hoặc là anh em có thể gắn riêng từng con một cũng được, nhưng mà không được gắn tất cả bốn con vào một tấm nhé. bốn con vào một tấm thì phải có cách điền này. Đấy bây anh giờ thử. gì không đây? Có dây màu xanh này là dây âm này, dây đỏ là dây dương. Đây ông sửa lại cái đèn này cho nó cân cân phát không này, nó chập chập cái dây đấy. đó, bây giờ thử đi. Sáng không đây? Sáng, đảm bảo với ông là sáng luôn mà. Điện như điện hai hai luôn mà. Đấy Ngon lành chưa Ra điện 220 đấy Chạy bóng đèn LED 220 này Cái này thì quá đơn giản rồi Gần như là bạn nào về cũng có thể lắp đặt được Nhớ anh em nhớ là phải làm tản nhiệt cái này này Để cho nó tốt bốn cái con này nhá Không không nóng lắm đâu Khi nào thắp liên tục thì anh em mới cần tản nhiệt cho nó Với một cái quạt này Đấy thử đi Dí dí cho nó vào Đấy Cái này tiếp xúc không tốt này Tháo cái đồng này ra cho dễ dễ làm đấy ông thấy chưa cái này cũng phải là ngon à sử dụng những cái này tần dùng lại này à biến áp to này hôm nào ông làm cái kích cho nó to này sử dụng biến áp quy to chảy tạt ga luôn đấy, Còn cái con con kia ngon đấy đó như vậy thôi anh em chỉ cần mua một cái mạch thế này này để anh em lên thị trường cứ mua lên trên shopee ấy. mình thấy trên shopee bán khá là nhiều những cái mạch này đấy những cái mạch có công suất là 500 w đổ về ấy. anh em mua về gắn vào biến áp này chảy ngon hơn luôn sao không bảo tôi sớm làm ông phá một đống đồng nhờ phá nguyên một đống đồng biết bao nhiêu cái rồi Tính này. phá nốt mấy cái này Còn đống biên áp này mà ra không kịp là phá hỏng luôn Đấy, thì anh em mà nếu mà thấy video này hay Hãy cho anh em mình một like cũng như subscribe để ủng hộ kênh nhá Đây cắt đi Đây anh em nhá Cắt đi tự dưng phá hết bao nhiêu là biên áp à, Anh em nhớ nhá Cái này là phải gắn nhôm tản nhiệt vào cho nó mát này đấy, cái mạch này thì anh em không biết Thì mình có để link mua trong phần mô tả cho anh em vào tham khảo đấy Chào anh em nhá